cả trại giam xôn xao về cái tin ấy. Này, các đằng ấy đã biết tin gì chưa? Ixon và Zelen đang ở đây đấy. Làm gì có chuyện, tớ nói điều tớ làm con chó. Hắn đã, đoạn, từ lâu rồi kia mà. Lại còn mở tiệm cà phê đàng hoàng nữa chứ. Cóc tin được, cậu nói láo, tớ nói láo tớ chết. Người ta mới giải hắn về hồi chiều, bằng tàu chở thư mà. Giải từ Idilia về, chính tớ nhìn thấy hắn ở dưới sân hắn tắm ở nhà tắm xong bị dẫn về biệt kháng thế đấy đã tưởng dứt được rồi thế nào mà bỗng dưng lại bị tóm váy điệu về ở với cánh ta không biết nhưng ichsan và là ai vậy các chú mày còn nhóc con nên không biết hắn hồi hắn còn làm ăn các chú mày hãy còn bú tí mẹ tao quen hắn từ hồi ở mắc trep cần kia hồi ấy trại giam này chưa có mới có trại mắc cần thôi bọn ta được ngồi ở đó hồi ấy phải nói hắn nhanh thật Ixon phải nằm ở biệt khám 2 tuần, rồi được chuyển sang khu 2. Đó là khu giam các phạm nhân đặc ân, những kẻ tái phạm cũ biết rõ hắn. Chào người anh em, một người vừa đun xong trà trên một cái hỏa lò. Ixon và sổ sàng quăng tờ giấy 100 xuống khay. Người ta lại bắt đầu đun một ấm trà ngon nữa. Người ngồi trước mặt Ixon và là Nuri bị kết án 60 năm tù về tội tham ô. Nuri mặc một chiếc áo choàng màu mận chín trông hết sức sang trọng. Dixon và chạc 50 tuổi chỉ chuyện trò với mỗi mình, dường như không nhìn thấy ai xung quanh nữa. Thế đầu đuôi làm sao hả Dixon? Tôi kể ra chỉ sợ anh không tin, cho tôi là nói phết. Vì chính tôi cũng thấy chuyện này thật khó tin, ai chưa tin thì, chắc anh biết đấy, đã như chim bị đạn rồi. Lạy chúa, năm nay tôi đã 50 tuổi đầu, tóc đã bạc, vậy mà chưa bao giờ tôi bị một vố cay như thế này mà lần này tôi bị lại là do tôi tận tâm phục vụ cho tổ quốc, do tôi làm nghĩa vụ công dân của mình mới tức chứ. Chắc anh biết đấy, lâu nay tôi vẫn có một tiệm cà phê riêng. Một hôm, có hai tay của sở cầm đến nhà tôi bảo, mời ông đi theo chúng tôi về sở. Các tay mật thám cụ tay nào tôi cũng nhẵn mặt cả. Nhưng hai tay này là lính mới, nên tôi không biết. Được, đi thì đi, tôi nghĩ bụng thế, mình chẳng làm gì nên tội thì sợ đếch gì, đến sở, tôi thấy hai đa đã ngồi chờ ở đó hai đa làm ở sở cầm từ hồi tôi còn làm ăn bây giờ ông ta đã lên chức tránh cầm hai đa có một mắt hơi lé trông lúc nào cũng có vẻ lờ đờ nên được mọi người tặng cho biệt hiệu là lé hai đa lé giữ hơn cọp bẩm quan cho gọi em có việc gì đây ạ à? tôi hỏi hai đa lé ngồi xuống đây đã ít sân hai đa lé đáp và chỉ vào chiếc ghế tôi đoán ngay là ông ta cần đối tôi vì tính ai chứ tính hai đa lé tôi biết rõ lắm tôi mà có tội tình gì thì ông ta đã nhảy sổ vào tôi mà bóc cổ cho thấy ông bà vài rồi chứ chả mời mọc tử tế như thế thưa hai đa tôi nói em đã đoạn tuyệt hàn nghề cũ rồi sau cái lần cuối vớ được một mẻ bẫm em đã thanh toán sòng phẳng các món và còn dư một ít thì mở tiệm cà phê để làm ăn sinh sống bây giờ quan muốn gọi em có việc gì vậy ạ à? hai đa nghe tôi nói rồi bảo đúng các khoản cũ coi như đã thanh toán xong. Hôm nay ta cho gọi anh đến đây là muốn anh thực hiện nghĩa vụ công dân của anh đối với Tổ quốc. Tôi nghĩ bụng, không biết nghĩa vụ đối với Tổ quốc là nghĩa vụ gì. Chắc chỉ có chuyện đi lính thôi. a à, ra người ta muốn bắt tôi đi lính. Bẩm quan, tôi nói em xin thưa với quen là em đã hoàn thành nghĩa vụ công dân rồi à? Em đã phục vụ trong hải quân đúng 6 năm chẵn, không kém một ngày. Ấy là chưa kể em còn nằm mấy tháng trong hầm nhà thờ đi văn khan ở Kasumpasa. Bây giờ em đã ngoài 50 rồi, quan còn muốn gì ở em nữa hả? Hai đa lé sai mang cho tôi tách cà phê và rút thuốc lá mời. Tôi lại nghĩ ngay, chắc ông ta muốn mình làm chỉ điểm đây. Thưa ông anh, nếu ông anh có ý định gì khác thì xin ông anh cứ nói thẳng. Nếu giúp được, em sẵn sàng ngày. Còn cái tiệm cà phê của em thì ông anh cứ coi là của ông anh. Anh nghĩ nhầm rồi ít sân ạ. Hai đa lé đáp không ai định bắt anh đi lính, nhưng Tổ quốc muốn giao cho anh một nhiệm vụ khác, anh phải cứu lấy danh dự cho quốc gia, cho chính phủ. Chính phủ rất cần đến sự giúp đỡ của anh. Ấy ít, sao ông lại diễu em thế? Có đâu một quốc gia hùng mạnh như nước ta mà lại cần đến sự giúp đỡ của một tên trộm già như em? Chuyện gì mà không thể có? Hai đa lé đáp việc quốc gia nó phức tạp lắm, nên đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của mỗi người công dân và bây giờ đến lượt nó đòi hỏi sự giúp đỡ của anh thôi được nếu ông anh đã nói là nghĩa vụ quốc gia thì em đâu dám từ chối ông anh có bảo chết em cũng xin chết ngay đến đây hai đa lé mới nói thật cho tôi biết rõ sự thể hóa ra là có một đoàn khách quốc tế sang thăm nước ta đoàn rất đông người có đủ cả người mỹ người đức người đan mạch người pháp có cả thương gia bác sĩ kỹ sư giáo sư họ muốn đến tìm hiểu tình hình để viện trợ kinh tế cho ta nhưng đến chỗ nào họ cũng thấy tình trạng hết sức bí bét nghe nói tình hình lâm nghiệp họ phát ớn tìm hiểu tình hình y tế họ thấy ngán ngầm đến xem các nhà máy họ lại càng kinh tóm lại là đi đến đâu ta cũng ngượng chính mặt với họ đến đấy vì thế chính phủ ta mới quyết định bằng bất cứ giá nào phải làm cho họ kinh ngạc một phen bởi vậy ít sơn ạ bây giờ là trách nhiệm của anh đối với tổ quốc anh phải cố mà làm cho nó. Tôi đoán chắc chính phủ ta không có cách gì làm cho các quan khách quốc tế hài lòng, nên quyết định chứng tỏ cho họ thấy trình độ chống nạn trộm cắp của ta cao đến mức nào. Tôi bảo, thưa Haida, em hiểu, xin Haida tin rằng chắc chắn em sẽ cho họ biết trình độ ăn cắp của ta rất cao, chứ không như các nghề khác. Anh đoán gần đúng Haida xác nhận chúng ta phải cho họ biết cảnh sát của chúng ta mạnh như thế nào, và biết cách làm việc ra sao. Thế thì em thấy hơi khó tôi thở dài tất nhiên là khó rồi có thế mới gọi anh đến anh là một tên móc túi chuyên nghiệp đã từng nhiều lần vào tù ra tội anh rất sành sỏi cái việc này vậy anh hãy thi hành nghĩa vụ công dân của mình xin ông anh cho em biết rõ hơn là em phải làm gì ạ à? tôi yêu cầu ông ta hai đa lé giảng giải cho tôi biết nhiệm vụ người ta sẽ chỉ cho tôi cái khách sạn có đoàn quốc tế ở nhiệm vụ của tôi là phải vét nhắn túi các vị trong đoàn không để sót một thứ gì Tất nhiên các quan khách sẽ thi nhau kêu trời và chạy đến báo cảnh sát. Ở sở cảnh sát người ta sẽ bảo họ, xin các vị yên trí. Cảnh sát của chúng tôi làm việc rất cư. Chỉ năm, nữa chúng tôi sẽ tóm hết những tên ăn trộm. Còn tôi thì ngay sau đó đem tất cả những thứ lấy được về nạp cho sở. Thế là những người bị mất cắp sẽ nhận được nguyên vẹn tài sản của họ. Đây, xin mời các vị nhận lại đồ vật của mình. Cảnh sát của ta sẽ giơ tay chào và bảo họ như vậy các vị khách ngốc nghếch kia tất nhiên sẽ phải nghĩ, chà, thế mới gọi là làm việc chứ, em không làm được đâu, hai đà, tôi từ chối bây giờ em thấy không đang tâm, sao vậy, hai đa lé hỏi, thứ nhất là vì em bỏ nghề đã lâu, bây giờ chân tay ngượng nghịu sợ không làm nổi. Không lo, anh vẫn làm được thôi, thứ hai, mấy lâu nay em đã giữ được mình không nhúng tay vào chuyện ấy. Giữ mãi rồi cũng có ngày không giữ được đâu cũng như đôi giày mới ấy rồi cũng có lúc nó phải nhúng bùn Tuổi trẻ bây giờ có nhiều đứa bợm lắm ông anh giao cho chúng nó việc này có lẽ tốt hơn nhưng lũ ôn con ấy chúng lưu manh lắm xoáy thì chúng xoáy được đấy nhưng xoáy xong chúng nó biến thì có mà thánh tìm lúc ấy thật là bẽ mặt với các vị khách quốc tế vì thế chúng ta mới cần một tên trộm thật thà như anh đội ơn ông anh đã có lòng tin em nhưng quả thật em không làm được đâu ạ à? tùy đấy ích ạ à. Có điều nếu anh không chịu làm, ta buộc phải đóng cửa tiệm cà phê của anh lại. Ta còn lạ quái gì cái tiệm của anh, nó vừa là sòng bạc, vừa là ổ thuốc phiện lậu. Thế là tôi đành phải nhận lời. Thôi được em xin làm tôi nói, nhưng làm nghĩa vụ cho tổ quốc thì em cũng được cái gì chứ hả? Chả lẽ em lại làm không công? Hai đa lé nổi cáo quát, người ta nghĩ đến nghĩa vụ công dân, mà anh thì lo chuyện lợi lộc. Thật không biết xấu hổ, xin ông anh bớt giận tôi nói ông anh làm việc cho cảnh sát tức là cũng làm nghĩa vụ công dân thì ông anh được lương ngay cả các ngài nghị viên có lẽ cũng chả ngày nào muốn làm nghĩa vụ công không cho chính phủ tình bản đi đằng tình bản còn công việc đi đằng công việc chứ ạ à? việc nào nó phải đi việc nấy nghĩa vụ là một chuyện còn quyền lợi lại là chuyện khác chứ ạ à? tiền bạc có hại gì đến nghĩa vụ đâu thôi được ta thỏa thuận thế này vậy nhé hai đa lé giấu dịu ta cho anh muốn làm gì ở cái tiệm cà phê của anh thì làm. Có điều anh phải y nhớ là, moi, được cái gì của khách, anh phải đem nộp cho ta ngay, rõ chưa? Dạ, rõ à, cầu chúa ala phù hộ cho anh, ta đặt mọi hy vọng vào anh đấy, nếu anh moi được ví của ngài trưởng đoàn thì càng đáng khen. Thôi, cho anh đi, chúc anh may mắn, ừ, thì tôi đi, gì chứ cái chuyện xoáy vặt đối với tôi ngon hơn óc chó. Tôi đến khách sạn và bắt đầu ngồi chờ, chờ đến tối thì thấy các vị khách bắt đầu kéo nhau về. Tôi giờ tập ảnh ra xem lại, đích thì ông trưởng đoàn đang đi cùng bà vợ kia rồi. Tôi đứng lên, đi sát hẳn vào người ông ta lần chỗ để ví, rồi bất ngờ hít nhẹ vào ngực ông ta một cái. Thế là xong, êm như ru, té ra tôi vẫn chưa quên nghề. Sau đó tôi chạy ngay đến nhà vệ sinh công cộng ở quảng trường Taksim, mở ví ra xem. Trong ví toàn giấy bạc mới tinh thể có thánh ala chứng giám tôi đã kìm được lòng tham không lấy một tờ nào có bao nhiêu tôi mang nguyên về sở anh biến đi đâu thế vừa thấy mặt tôi từ ngoài cửa hai đa lé đã quát hỏi ngay nhưng khi tôi chìa chiếc ví ra thì ông ta sướng đến nỗi hôn luôn tôi một cái vào trán cừ lắm anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ông ta khen tôi ông trưởng đoàn vừa đến báo cho ta biết là bị mất cắp trông ông ta rất buồn xin ngài cứ yên trí ta bảo với ông ta như vậy chậm nhất là ngày mai chúng tôi sẽ tìm lại cho ngài chiếc ví cảnh sát của chúng tôi làm việc rất giỏi em đã hoàn thành nghĩa vụ đối với tổ quốc rồi bây giờ xin chào ông anh chúc ông anh mọi sự tốt đẹp tôi nói ít ới hai đa thế nhưng ông ta bảo khoan đã mới một lần thế thì ít quá chú em phải lần lượt moi túi tất cả các ông khách ấy cho ta nhưng em chỉ sợ làm mãi quen tay đến lúc muốn thôi không được nhưng hai đa chẳng thèm nghe tôi tôi lại bắt đầu đi moi các đại biểu khác có một ông rất khù khờ bị tôi moi nhẵn cả túi quần túi ô, lấy hết cả ví cả chìa khóa buồng khăn mùi xoa bật lửa hộp thuốc lá thậm chí cả ghim cài ve áo mà vẫn chẳng hay biết gì hết không khéo bị lột cả quần ngủ mà ông ta vẫn không biết gì cũng nên hay ta thử cắt hết cúc áo của hắn ta xem sao tôi nghĩ bụng như vậy rồi cắt thật không để lại một cái nào sau đó tôi đem ngay tất cả về sở, bày ra trước mặt hai đa. giỏi lắm, Exxon ạ. À. ông ta bảo anh làm việc khá lắm. tôi bảo ông ta, ông anh ạ, à, em đã định lột chuồng hắn ra, nhưng sau nghĩ thương hại. tóm lại là suốt 15 ngày tôi cứ đi moi hết vị này đến vị khác trong đoàn. tôi làm việc như một nhà phẫu thuật lành nghề. nói thật chứ, giá tôi có lấy mất một lá phổi của những anh chàng đồ đờ này thì có lẽ họ cũng hay biết gì hai đem nghe tôi kể thì cứ ôm bụng mà cười một hôm tôi moi được nhãn ví đầm của một bà và đem đến cho hai đa lé nhưng không thấy bà này đến báo cảnh sát gì cả thấy vậy một viên cảnh sát biết tiếng nước ngoài bèn gọi điện về khách sạn các ngài có bị mất gì không không người ta trả lời các ngài cứ soát kỹ lại tất cả các ví sách và túi quần túi áo xem một lát sau bỗng có tiếng chuông có một bà của chúng tôi bị mất sạch các tứ trong túi sắc bà đó có một chiếc khăn tay màu hồng phải không ạ phải rồi sao các ông biết cảnh sát của chúng tôi cái gì cũng biết hết cảnh sát của chúng tôi cứ thế đấy họ báo cho người mất trộm biết anh ta bị mất trộm và tên trộm đã bị bắt trước khi đoàn về nước một phóng viên nhà báo hỏi vị trưởng đoàn ở nước chúng tôi ngày thích nhất cái gì ạ vị trưởng đoàn là một người có học thức ông ta im lặng không đáp một nhà báo khác nói cảnh sát của các ông rất mạnh Bấy giờ vị trưởng đoàn mới trả lời như thế này, đoàn chúng tôi có 9 người cả thầy. Chúng tôi ở Stambul có 15 hôm, mà mỗi người trong đoàn chúng tôi đã bị mất cắp 9, 10 lần. Cảnh sát của các ông cũng có thể là mạnh, nhưng những tên trộm của các ông còn mạnh hơn nhiều. Lập tức sáng hôm sau những lời phát biểu này được đăng ngay trên các báo, ngài trưởng đoàn tuyên bố rằng nạn trộm cắp ở Thổ Nhĩ Kỳ hết sức phát triển. Nhưng thế thì việc gì đến tôi kia chứ? tại sao mấy ông cảnh sát lại nổi cáu và hạ lệnh tống giam tôi? Hay tôi đã thực hiện vượt mức yêu cầu của họ? Tôi bảo họ, nhưng chính các ông bảo tôi phải đi ăn cắp để thực hiện nghĩa vụ đối với tổ quốc cơ mà. Tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa, tôi sẽ kể hết với mọi người cho mà xem. Tôi dọa hai đa lé, nếu anh làm như thế, ta sẽ đổ cho anh là tù phạm của tất cả các vụ trộm chưa tìm ra. Những vụ như thế ta có hàng trăm, anh tin ta đi ta sẽ có cách làm cho anh phải nhận và ký vào biên bản hỏi cung. Anh sẽ phải chịu một nghìn năm tù là ít. Cuối cùng trước tòa tôi đành phải câm như hến và người ta kết án tôi hai năm tù. Ixson và kết thúc câu chuyện của mình, trừ hai năm cũng chả mấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại là hết ngay thôi. Một người ngồi nghe chuyện lên tiếng an ủi. Ixson và bảo, đã đành thế rồi. Nhưng tuổi tôi đâu còn ít ỏi gì để mà ngồi tù. May phước là chỉ bị có hai năm làm nghĩa vụ của tổ quốc sướng thế đấy. Hoàn hô nước ta, chân thành cảm ơn độc giả thân mến đã dành thời gian quý báu để lắng nghe câu chuyện ngắn của chúng tôi trên kênh youtube. Sự ủng hộ và sự quan tâm của các bạn là nguồn động viên lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các bạn. Chúng tôi rất vui mừng khi biết rằng câu chuyện đã chạm đến trái tim của các bạn và tạo nên những cảm xúc đặc biệt việc chia sẻ và kết nối qua câu chuyện là một hành động ý nghĩa và chúng tôi cảm ơn bạn đã là một phần quan trọng của cộng đồng này những ý kiến đóng góp và phản hồi từ phía các bạn là động lực quan trọng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa một lần nữa xin chân thành cảm ơn độc giả đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những câu chuyện sắp tới cảm ơn và chúc các bạn một ngày tuyệt vời